Hóa học là môn khoa học nghiên cứu về chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng trong đời sống. Thế thì chất có ở đâu? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta làm quen với một khái niệm mới, vật thể. Đây là cái bút. Sở dĩ chúng ta biết đây là cái bút vì chúng ta nhìn thấy nó. Với hình dạng hiện tại thì nó chỉ là cái bút thôi. Người khiếm thị không nhìn được thì họ rờ, họ vẫn biết đây là cái gì. Tương tự với cái thước kẻ, chúng ta biết đây là cái thước vì chúng ta nhìn thấy. Với hình dạng này thì đích thị nó là cái thước. Nếu không nhìn mà sờ thì mình vẫn nhận ra cái thước mà không nhầm nó là cây bút. Cây bút và cây thước là vật thể. Vậy vật thể là gì? Vật thể là những vật có hình dạng nhất định mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan. Ví dụ bút, thước. Con người có 5 giác quan, trong đó nhìn là thị giác và sờ là xúc giác. Nước không phải là vật thể vì nó không có hình dạng nhất định. Đổ vào ly, nước có hình cái ly. Đổ vào xô, nó có hình cái xô. Hay hết nó ra sàn, nó có hình cái vũng nước. Tương tự, khí cũng không phải là vật thể vì nó không có hình dạng nhất định. Bơm vào bong bóng tròn, khí có hình tròn. Bơm vào bong bóng trái hình trái tim, nó có hình trái tim. Tại sao gọi cái này là cái bút mà không gọi là cái thước? Đơn giản thôi, tại vì cái ông hay cái bà sáng chế ra cái công cụ này, tức là cái thứ tròn tròn dài dài và viết được này, ông bà đó quy ước đặt tên nó là cái bút. Có hai loại vật thể tự nhiên do tự nhiên tạo ra như sông núi, cây cỏ. Vật thể nhân tạo do con người tạo ra như bút thước, bàn ghế. Người là vật thể tự nhiên hay vật thể nhân tạo? Bản thân chúng ta do cha mẹ sinh ra, hay nói cách khác chúng ta do con người tạo ra. Vậy người không phải là vật thể tự nhiên. Thế con người có phải là vật thể nhân tạo không? Khoa học đã chứng minh tổ tiên loài người là vượn, và loài người được xếp vào nhóm cao nhất của động vật có vú. Vậy người không phải là vật thể nhân tạo, không phải là vật thể tự nhiên, cũng không phải là vật thể nhân tạo. Hóa ra người không phải là vật thể. Vậy người không có hình dạng nhất định. Lúc nãy chúng ta phân tích khí và nước không phải là vật thể vì nó không có hình dạng nhất định. Vậy khí và nước là gì? Thí dụ cây mía là vật thể, nó bao gồm đường, nước, cellulose và một số chất khác. Đường, nước, cellulose là chất. Vậy hiểu đơn giản nhất, chất là nguyên liệu tạo ra vật thể. Tới đây chúng ta đã có đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi đặt ra ban đầu, chất có ở đâu? Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất vì chất tạo ra vật thể, mà vật thể ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Nói ngược lại, ở đâu có chất ở đó có vật thể được không? Thí dụ, trong không khí có khí, khí là chất không là vật thể. Trong nước có nước, nước là chất không là vật thể. Vậy ở đâu có chất, ở đó chưa chắc có vật thể. Nhìn vào ví dụ cây mía, dễ dàng rút ra nhận xét. Một vật thể có thể được tạo ra từ nhiều chất. Thí dụ con người được tạo ra từ nhiều chất như nước, protein, tinh bột, chất béo, vitamin, v.v. Ngược lại, từ nhôm có thể tạo ra nhiều vật như ống đun nước, muỗng, son nồi và rất nhiều vật dụng nấu bếp khác. Vậy một chất có thể tạo ra nhiều vật thể khác nhau. Có hai loại tính chất của chất. Tính chất vật lý là những tính chất trực quan nhìn thấy được, ví dụ trạng thái, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính tan trong nước, v.v. Tính chất hóa học là những tính chất không nhìn thấy được, phải tưởng tượng, như khả năng biến đổi thành chất khác, ví dụ khả năng bị phân hủy, tính cháy được. Làm sao để biết được những tính chất này? Như muốn biết trạng thái màu sắc của chất, chúng ta phải quan sát. Thí dụ, nhờ quan sát, chúng ta biết đồng hai sunfat là chất rắn màu xanh. Để xác định nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thì dùng nhiệt kế đã được học ở môn vật lý. Để xác định khối lượng riêng thì dùng cân. Muốn biết chất có dẫn điện, dẫn nhiệt hay tan được trong nước hay không, phải thử, tức là làm thí nghiệm. Thí dụ muốn biết một chất tan hay không tan, ta cho vào nước, khuấy lên rồi quan sát xem nó có tan hay không. Các tính chất hóa học cũng đều phải làm thí nghiệm. Mỗi chất có những tính chất nhất định. Ví dụ đơn giản nhất, chanh chua, đường ngọt, muối mặn. Tại sao phải tìm hiểu tính chất của chất, nó có lợi gì hay không? Chúng ta so sánh một số tính chất của hai chất thông dụng.
là muối và đường. Về trạng thái, muối và đường đều là chất rắn. Về màu sắc, chúng đều trắng. Muối và đường đều không mùi và tan được trong nước. Chúng giống nhau như vậy thì làm sao phân biệt? Theo kinh nghiệm thực tế, chúng ta biết muối khác đường ở chỗ muối mặn còn đường ngọt, tức là chúng có vị khác nhau. Phân biệt chúng bằng cách nếm, cái nào mặn là muối, cái nào ngọt là đường. Vì nhìn bề ngoài chúng giống nhau. Bây giờ cũng có hai cốc chất lỏng giống hệt nhau, một cốc là nước, một cốc là axit. Chúng ta cũng phân biệt bằng cách nếm. Axit có vị gì? Vậy việc hiểu biết tính chất của chất giúp phân biệt chất này với chất khác. Ví dụ nhận biết hai ống nghiệm đựng nước đường và nước muối. Dùng đũa thủy tinh lần lượt nhúng vào từng chất lỏng và nếm. Chỉ cần để đầu lưỡi là biết mặn hay ngọt rồi. Chất lỏng có vị ngọt là nước đường, chất lỏng có vị mặn là nước muối. Khi trình bày một bài nhận biết, phải nêu được dùng cái gì nhận biết, hiện tượng, từ đó suy ra kết luận. Ở ví dụ này, chúng ta dùng vị giác để nhận biết. Hiện tượng chất lỏng có vị ngọt thì kết luận đó là nước đường. Hiện tượng chất lỏng có vị mặn thì kết luận đó là nước muối. Ví dụ 2, nhận biết hai ống nghiệm đựng nước và axit. Ở đây không thể dùng vị giác nhận biết vì kinh nghiệm cho thấy axit làm bỏng da. Việc hiểu biết tính chất đó của axit giúp chúng ta tránh nếm bậy bạ. Ở trên nếm, ở dưới cũng nếm. Tóm lại, việc hiểu biết tính chất của chất giúp chúng ta biết cách sử dụng chất hợp lý. Có nhiều cách khác để nhận biết nước và axit, như là axit làm quỳ tím hóa đỏ hay cho viên kẽm vào axit sẽ thấy sủi bọt khí, trong khi nước không có những tính chất trên. Dùng đũa thủy tinh lần lượt nhúng vào từng chất lỏng và chấm lên quỳ tím. Chất lỏng làm quỳ tím hóa đỏ là axit, chất lỏng không làm quỳ tím đổi màu là nước. Ví dụ 3, nhận biết 4 ống nghiệm đựng nước đường, nước muối, nước và axit. Đầu tiên phải dùng quỳ tím để tách axit là cái chất nguy hiểm ra trước, vì chỉ có axit làm quỳ tím hóa đỏ, nước đường, nước muối và nước, không làm quỳ tím đổi màu. Sau đó mới nhận biết 3 chất lỏng còn lại bằng cách nếm. Việc hiểu biết tính chất của chất còn giúp tách chất này ra khỏi chất khác. Thí dụ, tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát. Đầu tiên hòa tan hỗn hợp muối ăn và cát vào cốc nước, vì muối ăn tan trong nước, còn cát không tan trong nước. Nếu cát tan trong nước thì khi mưa xuống, các công trình xây dựng tiêu tùng hết. Để lấy cát ra, chúng ta lọc, lấy cốc khác, đặt phễu có giấy lọc lên, đổ hỗn hợp nước, muối, cát qua phễu lọc. Cát bị giữ lại trên giấy lọc, còn nước muối chảy xuống cốc. Đun nóng cốc nước muối, nước sôi và bay hơi hết, thu được muối. Chúng ta sang ba la mã chất tinh khiết. Sở dĩ chúng ta tìm hiểu hỗn hợp trước vì hỗn hợp trái ngược hoàn toàn với chất tinh khiết. Nếu em nắm được hỗn hợp là gì, có thể suy ra khái niệm chất tinh khiết. Và hỗn hợp có rất nhiều trong tự nhiên. Một vài thí dụ về hỗn hợp: nước khoáng, nước tự nhiên như ao, hồ, sông, suối. Chúng ta biết chúng là hỗn hợp vì chúng có nhiều chất trộn lẫn với nhau, nhưng chưa biết cụ thể thành phần là những chất nào. Thí dụ một hỗn hợp gần gũi mà chúng ta biết rõ thành phần là nước chanh đường. Giống như tên gọi, nước chanh đường ít nhất phải có 3 thành phần: nước, chanh và đường. Thông thường người ta nghĩ nước chanh đường sẽ có vị chua chua, ngọt ngọt. Có thực vậy không? Giả sử có 2 ly nước chanh như vậy, ly 1 bao gồm nửa ký đường, nửa quả chanh và 1 ly nước. Ly 2 gồm 1 muỗng đường, 4 quả chanh và 1 ly nước. Rõ ràng ly 1 không chua nổi và ly 2 không thể ngọt được. Vậy hỗn hợp không có tính chất nhất định, phụ thuộc vào thành phần tạo nên hỗn hợp. So sánh chất tinh khiết và hỗn hợp, về thành phần, hỗn hợp gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau. Trái lại chất tinh khiết chỉ có một chất, không có lẫn chất khác. Hỗn hợp không có tính chất nhất định phụ thuộc vào thành phần. Ngược lại, chất tinh khiết có tính chất nhất định. Ví dụ nước cất. Tính chất nhất định của nước cất là gì? Nước cất lúc nào cũng sôi ở 100 độ C. Trong khi nước khoáng cũng là nước, nhưng nước khoáng sôi trên dưới 100 độ C. Tùy thuộc vào việc nó chứa những khoáng chất nào. Nhìn vào bảng so sánh, chúng ta có thể nêu được khái niệm chất tinh khiết là chất không có lẫn chất khác và có tính chất nhất định.
3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp. Chúng ta quay lại ví dụ tách riêng chất từ hỗn hợp muối anh và cát. Giai đoạn 1, hòa tan hỗn hợp muối và cát vào nước. Giai đoạn 2, lọc cát. Giai đoạn 3, đun sôi nước muối. Ở giai đoạn 1, dựa vào sự khác nhau về tính tan trong nước của cát và muối để chọn cách hòa tan hỗn hợp vào nước. Ở giai đoạn 3, dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của nước và muối để chọn cách đun sôi. Tính tan trong nước và nhiệt độ sôi là những tính chất vật lý của chất. Tóm lại, nguyên tắc tách chất ra khỏi hỗn hợp là dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý, từ đó lựa chọn phương pháp tách thích hợp. Ở ví dụ trên, tách cát ra khỏi hỗn hợp muối anh và cát bằng phương pháp hòa tan vào nước và lọc. Tách muối ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng phương pháp bay hơi. Làm sao tách riêng hỗn hợp đường và muối? Để cho kiến tha hết đường ra khỏi hỗn hợp, còn lại là muối. Ví dụ 2, tách bột sắt ra khỏi hỗn hợp bột sắt và bột nhôm, dựa vào sự khác nhau về từ tính để lựa chọn phương pháp dùng nam châm. Ví dụ 3, tách bột đồng ra khỏi hỗn hợp bột đồng và bột gỗ, dựa vào sự khác nhau về khối lượng riêng để lựa chọn phương pháp hòa tan vào nước, gỗ nổi, vớt ra và đồng chìm, lọc. Ví dụ 4, tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước, ở đây cũng dựa vào sự khác nhau về khối lượng riêng, nhưng không chọn phương pháp hòa tan và lọc, mà chọn phương pháp chiết, vì phương pháp chiết để tách hai chất lỏng không hòa tan vào nhau.